Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa vừa mưa to, trong đó trọng tâm mưa vẫn là khu vực ven biển phía đông, vùng đồng bằng và các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và cả Lào Cai, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 50-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang. Vì là những vùng có mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng cũng như khu vực ven biển phía Đông sẽ không cao, dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Các khu vực khác của Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng là từ 31 đến 32 độ. Với mức nhiệt này thì cả miền Bắc vẫn duy trì trạng thái khá mát mẻ. Không chỉ mang đến miền Bắc những cơn mưa mà rãnh thấp cũng là nguyên nhân chính khiến cho nắng nóng miền Trung chấm dứt. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh trong đêm nay và chiều tối mai vẫn còn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Trung hầu hết không nơi nào vượt quá mức là 35 độ và không có nắng nóng. Ở phía Nam, những cơn mưa rào và dông tại Nam Bộ và Tây Nguyên không còn xuất hiện cả ngày nữa, mà lùi dần về chiều và tối. Diện mưa ở Nam Bộ vẫn duy trì ở mức nhiều nơi. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực miền Tây dao động trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mức nhiệt là từ 32 đến 33 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ không cao, phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, ở hai huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa vẫn tiếp tục có mưa dông ở mức rải rác, làm tầm nhìn xa bị giảm thấp còn 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió rất mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.